Ở đây nó đàn vịt kéo dây Tommy, hàng thương hiệu của Nhật Mỹ. Nó cực kỳ dễ thương nha. Nó kéo dây cho bé, nó kéo dây đi chơi là nó đàn vịt nó lạch bạch cực kỳ dễ thương. Và ngoài ra nó có thêm một cái tính năng phát ra âm thanh nữa. Đó, nó thiết kế là kéo đi là sẽ phát ra tiếng kêu. Chỉ lúc kéo đi thôi nha, tại vì lúc kéo đi là sợi dây sẽ kéo công tắc ở bên trong đó, nó chạm vào nó ăn để nó phát ra cái tiếng kêu. À, nhưng mà cái nhà cái phần tiếng kêu này đó nó sử dụng là pin nút và nó được lắp đặt sâu ở bên trong á, muốn mở ra để thay là cực kỳ khó, rất là khó. À, thì bên shop đã thay pin mới rồi nhưng mà chắc xài hết cái pin mới này, pin xài pin mới này thôi, chứ còn sau đó hết pin thì coi như là cái tình trạng cái khả năng thay pin là coi như là không thể, nó sâu bên trong á.